Xin chào các cô gái xinh đẹp và các anh chàng đẹp trai. Hôm nay Trang sẽ swatch và review dòng son mới từ hãng Agapan, tên đầy đủ là Vita Lip Stain. Đầu tiên Trang sẽ so sánh nhanh với dòng Painting Rouge lần trước mà mình đã swatch. Nếu như bạn nào đang băn khoăn sự khác biệt thì đầu tiên là về vỏ. Vita Lip Stain có dáng vỏ y hệt nhưng bé hơn một chút xíu. Mới đầu nhìn thì thấy như son thỏi luôn. Tiếp theo là sự khác biệt rõ thấy nhất về chất son. Nếu như Painting Rouge là dòng son lì hoàn toàn, lâu trôi và khó tẩy hơn thì Vita Lip Stain lần này là dòng son kem không lì. Vì vậy những bạn nào môi khô chắc chắn sẽ thích video lần này hơn đây. Son có mùi dừa rất là ngọt và thơm, một số bạn khác thì bảo là giống mùi đất sét. Mình chưa thấy thỏi son nào có mùi dừa cả nên khi mở em này ra cũng khá thích thú. Trang tìm mãi trên vỏ son mà không thấy ghi thể tích em này là bao nhiêu cả. Hoặc là có ghi nhưng mà toàn tiếng Hàn mất rồi, mình đọc chả hiểu. Đoán là trong khoảng tầm 3.5 cho đến 4ml. Bảng son hiện tại gồm có 10 màu tất cả, tập trung chủ yếu vào các tông hồng và đỏ. Cảm nhận đầu tiên của mình là lớp son quệt một lần khá đặc và da rất rõ màu chứ không cần di đi di lại quá nhiều lần. Khi swatch lên tay, mọi người cũng sẽ thấy lớp màu lan đậm đều từ khi Trang mới thoa cho tới lúc nhấc cọ lên chứ không bị nhạt dần từ trên xuống dưới. Với bước thoa lòng môi thì mình chỉ cần viền nhẹ một đường, sau đó bập lia lịa là xong. Dùng cọ môi hoặc là ngón út để tán đều lớp màu cho mịn và đẹp hơn. Đầu cọ hơi phình ra ở giữa, có lẽ vì phần này to hơn ống son một chút nên khi ấn vào thấy khó khó. Với phần cả môi, Trang cũng chỉ nhúng đầu cọ một lần duy nhất là đã tán được đều và viền nét luôn. Với màu 2 và 5 thì mình nhúng cọ 2 lần để đảm bảo lớp màu được đều nhất có thể. Chất son kem rất là mịn và không hề bị bột với bất kỳ màu nào cả. Kể cả tông son hô gần cuối, lát các bạn sẽ thấy ngay. Điểm này Trang đánh giá rất là cao. Bạn nào mà đã sở hữu nhiều tông son hô chắc chắn cũng đã trải nghiệm tình trạng bột rồi đúng không? Nên khi mà thấy một màu son hô không bột là Trang cũng bất ngờ lắm chứ. Mặc dù chủ yếu là các tông hồng, đỏ nhưng trong bảng cũng có 3 tông cam đất, hồng đất và san hô để phục vụ chị em chúng mình đây. Nếu bạn nào thích 3 tông này thì hãy chấm ngay các màu 4, 7 và 10 nha. Trang thì đang thích tông 7 nhất cho cả môi và tông 2, 6 lòng môi để sử dụng hàng ngày. Thông thường với son kem thì mình lại thường quen dùng lòng môi hơn. Không hiểu sao cứ thoa cả môi là rất dễ dính vào răng mặc dù đã sử dụng phương pháp mua đầu ngón tay. Khi thoa cả môi xong thì mọi người sẽ thấy lớp son lên hơi bóng. Dần dần thì độ bóng sẽ giảm bớt, nhưng chỉ giảm một chút xíu thôi chứ không lì lại hoàn toàn đâu. Nếu bạn nào không thích lớp bóng nhiều thì chỉ cần bặm môi nhẹ vào giấy ăn là ok. Các bạn thuộc tông da ngăm thì hãy tham khảo các màu 1, 4 và 6 nhé. Khi bặm môi lại sẽ thấy cảm giác hơi trơn ở trên môi chứ hoàn toàn không dính đâu. Vì lớp kem mềm nên sẽ cảm nhận được là chúng hơi xê dịch chút xíu nếu bạn mím môi lại. Nếu không ăn thì lớp son có thể bền tới 4 tiếng đồng hồ. Ăn là đi luôn. Với các màu nhiều đỏ thì nếu bạn để càng lâu, khi son trôi đi sẽ có một lớp mờ nhẹ tí ti trên môi. Còn các tông cam đất, hồng đất hay là san hô thì Trang không thấy có lớp màu nhẹ nào còn lại cả. Với một đứa thích kiểu son lì hơn thì mình cũng thực sự không điên cuồng quá với em này.
Những tông hồng mình ít dùng như 3 và 8 thì sẽ để làm màu má vì chất son tán ra rất dễ và còn hơi bóng nữa, đúng tiêu chí cho màu má kem luôn. Như mình đã tóm tắt nhanh ở đầu video thì những bạn nào mà đang muốn tìm một loại son kem mềm, nhiều tông màu dễ dùng, có độ dưỡng, không làm khô môi, không dính thì sẽ thích em này lắm đây. Nếu như Trang dùng bạn số 10 này trước thì chắc chắn cũng sẽ để vào video top các thỏi son san hô giá rẻ rồi, màu lên cực kỳ xinh luôn ý. Bạn son này được bán trong khoảng 220.000 đồng. Và đấy cũng chính là kết cho phần review ngày hôm nay. Mặc dù mình đã chia sẻ trước rồi nhưng nếu bạn nào có đang thắc mắc thì mái tóc ngắn này Trang tự xử vì đuôi sơ hết cả rồi, hỏng hết cả rồi. Nên là có một sự nghiệp dư không hề nhỏ. Bạn nào mà chê là Trang hí lè đấy nhá. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian xem video này nha. Chúc các bạn một ngày thật là vui. La la la. Bye bye.